tin bóng đá mới nhất ngày 6 tháng 7, người đại diện tuyên bố sốc về Pogba. Neymar không thể rời Paris Saint-Germain. Atletico mua Đức Morata 50 triệu bảng. Bom tấn 53 triệu bảng sắp đến Old Trafford. Brazil nhận hung tin trước chung kết Copa America 2019 là những tin tức chú ý trong bản tin hôm nay. Atletico Madrid phẫn nộ, tố Barca đi đêm với Griezmann. Cuộc họp báo hôm 5 tháng 7, chủ tịch Bartomeu của Barca cho biết giám đốc Oscar Grau của họ đã gặp gỡ giám đốc điều hành Mizuenzo Gil của Atletico Madrid để bàn bạc thương vụ Antoine Griezmann. Ông Bartomeu nhấn mạnh đây là lần tiếp xúc đầu tiên của Barca trong vụ Griezmann. Ngay lập tức, Atletico Madrid đã ra một thông báo giải cho thấy sự giận dữ, tố cáo hành vi sai trái của Barca trong vụ tuyển mộ ngôi sao người Pháp. Vào ngày 14 tháng 5, Antoine Griezmann đã thông báo cho ban huấn luyện về quyết định rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi vào cuối mùa giải. Trong những cuộc họp diễn ra vào các ngày sau đó, Atletico Madrid biết rằng FC Barcelona và cầu thủ này đã đạt được thỏa thuận vào tháng 3, đặc biệt là trong những ngày chúng tôi chuẩn bị trận lượt về Champions League với Juventus, và họ đã đàm phán các điều khoản trong thỏa thuận từ giữa tháng 2. Atletico Madrid đã yêu cầu Barca và Griezmann tôn trọng hợp đồng của họ với cầu thủ, đề nghị tiền đạo người Pháp phải trình diện vào chủ nhật tuần tới tại câu lạc bộ để chuẩn bị trước mùa giải với các đồng đội. Brazil nhận hung tin trước trận chung kết Copa America. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết tiền vệ uy lừng chắc chắn sẽ phải bỏ lỡ trận chung kết Copa America 2019 vì chấn thương gân khuèo. William bị đau sau khi được huấn luyện viên Tai tung vào sân thay người ở hiệp 2 trận thắng Argentina 2-0 ở bán kết. Chấn thương xảy đến với anh sau một nỗ lực cứu bóng ở những phút cuối trận. Sau khi kiểm tra tình trạng chấn thương, các bác sĩ kết luận William không thể kịp hồi phục trước trận chung kết. Đây là tổn thất lớn của Brazil trước đại chiến với Peru. Ở Copa America 2019, William đã đóng góp một bàn thắng trong trận đấu vòng bảng và cũng là người thực hiện thành công trong loạt đá luân lưu trước Paraguay ở tứ kết. Trận chung kết Copa America 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Maracana vào lúc 3 giờ ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam. CAN 2019, Mane đưa Senegal vào tứ kết. Ngôi sao Sadio Mane của Liverpool tiếp tục tỏa sáng ở CAN 2019 trong màu áo đội tuyển quốc gia Senegal. Trong trận đấu với Uganda vòng 1/8, Mane đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 15 giúp Senegal đánh bại đối thủ 1-0, qua đó giành vé vào chơi ở tứ kết. Đối thủ của Senegal ở vòng đấu này là hiện tượng Benin. Đội bóng có biệt danh những chú sóc đã xuất sắc đánh bại Maroc bằng chiến thắng 4-1 trong loạt đá luân lưu sau khi để hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Benin trở thành đội bóng giành vé vào tứ kết dù trận thứ 4 liên tiếp không thắng trong khoảng thời gian thi đấu chính thức. Trước đó, họ hòa 3 trận vòng bảng, lọt vào vòng knock-out với tấm vé vớt khi là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất. MU sáng cửa đón bom tấn Bruno Fernandes. Đến thời điểm hiện tại, vấn đề duy nhất là mức phí chuyển nhượng dành cho Bruno Fernandes. Sporting được cho là yêu cầu 70 triệu euro, tương đương gần 63 triệu bảng. Con số cao gấp đôi những gì MU sẵn sàng chi ra. Nhưng theo những thông tin mới nhất từ tờ GN của Bồ Đào Nha, chủ tịch Frederico Varanda đã quyết định nhượng bộ khi hạ yêu cầu của mình xuống 10 triệu bảng, tức chỉ còn 53 triệu bảng mà thôi. Inter gạ đổi nên Golem cộng 10 triệu bảng lấy Matic. Theo nguồn tin của ESPN, cả hai câu lạc bộ lớn của thành Milan đều quan tâm đến Matic. Trong đó, Inter tỏ ra nghiêm túc hơn khi sẵn sàng đổi nên Golem cộng thêm 10 triệu bảng lấy tiền vệ người Serbia của MU. Sở dĩ Inter chấp nhận mất thêm tiền vì huấn luyện viên Antonio Conte muốn đẩy nên Golem ra đi càng nhanh càng tốt. Tiền vệ người Bỉ nổi tiếng có cá tính rất mạnh và Conte không muốn phòng thay đồ của ông trở nên mất kiểm soát giống như khi còn ở Chelsea. Huấn luyện viên Sosa thông báo tin vui. Theo xác nhận của huấn luyện viên Ole Gunnar Sosa, Quỷ Đỏ đang đạt được những kết quả rất tốt trong chuyển nhượng. Chúng tôi luôn hướng tới việc cải tổ đội hình trong mùa hè năm nay. Tôi đã liên hệ với Joel Glazer, Ed Woodward và đội ngũ tuyển trạch viên. Hiện tại, chúng tôi đang đạt kết quả tốt trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đang làm việc với 1-2 trường hợp. Có thể sẽ có nhiều thương vụ nữa nhưng tới thời điểm này, tôi có cảm nhận rất tốt.
Atletico mua Đức Morata 50 triệu bảng. Tờ Telegraph cho biết Atletico chuẩn bị chi 50 triệu bảng đúng theo yêu cầu của Chelsea để mua Đức tiền đạo Alvaro Morata. Trước đó, phía The Blues đã dọa đòi lại cựu ngôi sao Juventus. Hiện Morata đang khoác áo Atletico theo dạng mượn 18 tháng nếu Roxy Blancos không chi tiền mua Đức. Man City mở lại đàm phán với Gundogan sau nhiều lần đàm phán chưa đi đến kết quả. Man City vẫn rất quyết tâm trong việc thuyết phục UK Gundogan gia hạn hợp đồng hiện còn thời hạn đến hè 2020. Tuyển thủ Đức từng khẳng định vẫn muốn gắn bó với The Citizens và tiền không phải vấn đề, nhưng quan trọng là việc anh phải được đảm bảo vị trí trong đội hình xuất phát. Bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam tập trung ngắn hạn, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyển quân cho SEA Games. V-League và giải hạng nhất quốc gia đã bước vào giai đoạn lượt về nên sẽ chỉ có 18 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới. Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar, trợ lý U23 Việt Nam Nguyễn Văn Đàn cho biết, trước trận đấu, mọi đấu pháp chiến thuật và phương án nhân sự của đội bóng đều phải thông qua huấn luyện viên Park Hang-seo. Đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong đợt tập trung này, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với đội U18 Việt Nam hiện cũng đang đóng quân tại đây để chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Tại các đợt tập trung ngắn ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ mới nhằm giúp họ từng bước làm quen với ý tưởng chiến thuật và bắt nhịp với lối chơi mà ông và các cộng sự trong ban huấn luyện đang xây dựng cho đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia. Qua các đợt tập trung này, quá trình sàng lọc lực lượng cũng sẽ được tiến hành để tuyển chọn ra những gương mặt tốt nhất cho đợt hội quân cuối cùng vào trung tuần tháng 10 sau khi kết thúc các giải chuyên nghiệp. Trong đội hình chủ lực của U23 Việt Nam có rất nhiều các cầu thủ đồng thời cũng đang là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, đại đa số các cầu thủ xuất sắc trong lứa tuổi U22 trên U23 cũng đều tham gia thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia với lịch hoạt động khá dày đặc. Do vậy, việc tập trung dài ngày và đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong thời gian các giải đấu quốc nội đang diễn ra là điều rất khó khăn bởi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các câu lạc bộ. Với mục đích vừa đảm bảo công tác chuyên môn cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa cân bằng lợi ích cho các câu lạc bộ có cầu thủ được triệu tập cho chiến dịch SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay vì tập trung dài ngày như thông lệ, ông sẽ tập trung ngắn hạn đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn các giải chuyên nghiệp đang diễn ra. Mỗi đợt tập trung trong giai đoạn này chỉ kéo dài 4 ngày, chỉ đến khi các giải chuyên nghiệp kết thúc mùa giải dự kiến muộn nhất là ngày 6 tháng 10. Đội tuyển U23 Việt Nam mới tập trung dài hạn để rèn giũa, hoàn thiện và ổn định lực lượng, lối chơi trước khi lên đường sang Philippines tham dự Đại hội Thể thao khu vực. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần điều gì để ở lại Việt Nam? Ông Lee Dong-jun, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ, tiền không phải là vấn đề mấu chốt trong việc gia hạn hợp đồng với VFF. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tới tháng 1 năm 2020. Theo điều khoản ký kết ban đầu, trước 3 tháng khi hợp đồng hết hạn, hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chốt tương lai của nhà cầm quân người Hàn. Mặc dù vậy, trong thời gian gần đây, tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục được báo chí đề cập. Ông Lee Dong-jun, người đại diện của thầy Park, khá bất ngờ về những thông tin liên quan tới hợp đồng của thân chủ mình. Chia sẻ với báo giới, ông Lee Dong-jun cho biết, tôi không biết vì sao những tin đồn liên quan đến việc gia hạn hợp đồng lại nổi lên. Tôi có thể nói, ưu tiên hàng đầu của ông huấn luyện viên Park Hang-seo là Việt Nam. Ông ấy đang thành công ở đây thì không có lý do gì lại ra đi. Bóng đá Việt Nam đang rất thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả hai bên đã có được sự hòa hợp với nhau. Ông Park là huấn luyện viên có thể giúp những đội bóng nhỏ phát huy sức mạnh của mình. Tiền bạc không phải là vấn đề chính trong việc thương thảo hợp đồng. Cái ông ấy muốn là chiến lược, ông Lee Dong-jun chia sẻ thêm. Ngày 26 tháng 6, ông Lee Dong-jun và đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gặp mặt để bàn về hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Mặc dù vậy, cả VFF và công ty đại diện của thầy Park đều thông báo, quá trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi. Trả lời truyền thông ngày 5 tháng 7, Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, huấn luyện viên Park sẽ được đãi ngộ xứng đáng với những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam. Ông Tuấn cũng cho biết, VFF sẽ cùng với nhà cầm quân 60 tuổi xây dựng kế hoạch, thực hiện các mục tiêu cụ thể cho bóng đá Việt Nam.